Các học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức, bài 31, tiết 2. Trong video hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hình thoi. Trước hết là các em vào phần khám phá. Robot chia sẻ, kim nam châm của la bàn có dạng hình thoi. Các em quan sát, kim nam châm của la bàn có dạng hình thoi. Rồi, để hiểu thêm về hình thoi, thì các em quan sát bức hình sau. Ta thấy khung cửa sổ có dạng hình thoi. Như vậy, các em hình dung ra hình thoi là hình có dạng như thế này hoặc là như thế này. Để tìm hiểu kỹ hơn về hình thoi thì chúng ta vào phần nội dung chính của bài. Ta có hình thoi ABCD. Có một cặp cạnh đối diện là AB và DC, vừa song song vừa bằng nhau. Cặp cạnh đối diện thứ hai là BC và AD, cũng vừa song song và bằng nhau. Như vậy, hình thoi có hai cặp cạnh song song và bằng nhau. Rồi, đến đây thì có em hỏi, như vậy hình thoi cũng giống như hình bình hành. À, đúng rồi, hình thoi cũng giống như hình bình hành, có hai cặp cạnh đối, vừa song song và vừa bằng nhau. Nhưng hình thoi nó khác hình bình hành ở chỗ là bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau. Bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau. Vì vậy các em hiểu, hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song. Có hai cặp cạnh đối diện song song, đó là cặp cạnh màu đỏ và cặp cạnh màu tím. Đồng thời, bốn cạnh của hình thoi bằng nhau. Bốn cạnh của hình thoi bằng nhau. Rồi, các em hiểu, hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. Hình bình hành cũng có hai cặp cạnh đối diện song song. Nhưng hình thoi nó khác ở chỗ là bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau. Tiếp theo là các em vào phần hoạt động. Hoạt động 1. Những hình nào dưới đây là hình thoi? Rồi, các em nhớ lại kiến thức mà chúng ta vừa học được ở phần trên. Hình thoi là hình như thế nào? Trước hết là hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song. Thứ hai là bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau. Rồi, các em quan sát hình nghe. Ta thấy có một cặp cạnh đối diện song song, hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh đều bằng nhau. Như vậy ta nói hình A là hình thoi. Tương tự, chúng ta phát hiện ra hình C cũng có một cặp cạnh đối diện song song, hai cặp cạnh đối diện song song. Chúng ta dùng thước kiểm tra thì chúng ta thấy là bốn cạnh của cái tứ giác này bằng nhau. Như vậy chúng ta khẳng định cái hình C này là hình thoi. Các trường hợp còn lại thì không phải là hình thoi. Trường hợp B này, ta thấy có hai cặp cạnh đối diện song song, nhưng bốn cạnh nó không bằng nhau. Như vậy hình B này là hình bình hành chứ không phải là hình thoi. Rồi các hình còn lại thì chúng ta kiểm tra cũng không phải là hình thoi. Vậy các em trả lời, những hình là hình thoi trong hình trên là A và C. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, cho dãy hình theo quy luật như sau. Hình thích hợp với vị trí dấu chấm hỏi là hình thoi hay hình bình hành? Trước hết là các em hiểu, cái hình màu xanh này nó có hai cặp cạnh đối diện song song. Và chúng ta dùng thước đo kiểm tra thấy bốn cạnh bằng nhau. Như vậy cái hình màu xanh này là hình thoi. Còn cái hình màu cam này thì nó có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau, hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau, nhưng bốn cạnh của nó không bằng nhau. Như vậy
Chúng ta khẳng định cái hình màu cam này là hình bình hành, cái hình màu xanh này là hình thoi. Rồi chúng ta xét quy luật. Đầu tiên là xanh, cam, xanh, cam. Như vậy tiếp theo sẽ là xanh rồi đến cam. Do đó, hình thích hợp với vị trí dấu chấm hỏi là hình thoi. Các em trả lời, hình thích hợp với vị trí dấu chấm hỏi là hình thoi. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Quan sát hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng. Nối 4 điểm nào trong hình vẽ để được một hình thoi? Các em chọn đáp án A, B hay là C? Các em quan sát. Các em nhớ hình thoi nó phải có hai cặp cạnh đối diện. Hai cặp cạnh đối diện song song này. Được chưa? Rồi, điều thứ hai là bốn cạnh phải bằng nhau. Được chưa? Sau khi nối thử và kiểm tra thì chúng ta nhận thấy bốn điểm trong hình vẽ tạo thành một hình thoi, đó chính là bốn điểm MNPR. MNPR tức là các em chọn đáp án B. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.